Thực ra thì hôm nay coi như là bác tái xuất giang Vâng. nhưng mà bác nói là cái giang hồ của bác đây á không phải là giang hồ như là những cái nhà thơ ngày xưa treo ngược trên thành cây rồi đi chỗ này chỗ kia, mà cái giang hồ đây là bác đang lang thang trên cái trí tuệ, trên cái suy nghĩ, trong cái tâm hồn và trong cái nhận thức của chính mình Dạ vâng. nha. Cái ngồi của bác là như thế, cho nên rằng là sau khi suy nghĩ kỹ á, thì bác cũng muốn coi như là hầu chuyện các cháu cũng như các bác cựu chiến binh và những người yêu công lý trên mạng của cháu. Dạ vâng, bọn con cảm ơn. Vâng. Thế thì những câu chuyện của bác đây á, thì cũng rất là dung dị thôi như cháu nói và rất là đời thường, cho nên là bác lại ăn theo cái chú luật sư Tạ Minh Linh Dạ. là khi nói chuyện với cháu thời thường hay lạy kiều đúng không? Dạ Hay vâng. lạy kiều đúng không? Thế thì bác bây giờ bác cũng xin lạy hai câu thế này, trong khi câu chuyện của bác thì bác có lạy như thế này này: lời quê chấp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Đấy là cái hai câu cuối của Nguyễn Du đấy nhá, Dạ vâng trong vâng cái thế thì cái bây giờ cái rông dài chỗ nào bác nói rông dài chỗ nào, thì trước hết bác nói về cái vụ án mua cục cầu voi nha. dạ Như thế thì về cái vụ án mua cục cầu voi ấy đó, thì bác không đi những cái chi tiết nữa, những cái kéo dài suốt từ sơ thẩm cho đến tận là giám đốc thẩm nữa, bác không, vì cái đó thì các cháu đã phân tích một cách rất là cặn kẽ rất là nhiều rồi. Thế bây giờ bác chỉ xoay quanh ở cái chỗ cái vụ án, cái biên bản của cái kết án biên của sơ thẩm thôi Dạ nha, vâng. của sơ thẩm thôi. Thế thì cái trong cái sơ thẩm ấy thì có thể nói thế này này: tất cả những bút lục, tất cả những chứng cứ, tất cả những gọi là bằng chứng thì nó rất vô tội vạ, rất vô tội vạ. Thứ nhất, để mà kết án một vụ án dù là nhỏ hay là lớn hay là quan trọng hay đặc biệt như trước đây bác nói, thì cần cái gì? Cần thứ nhất là tang chứng. Tang chứng tức là những cái chứng cứ khoa học gồm có dấu vân tay, dấu máu, dấu tóc và tất cả các thứ khác nữa. Cần tang chứng. Thế thì không có một cái tang chứng nào mà nó dính dáng đến Hồ Duy Hải cả. Thứ hai, vật chứng. Thì vật chứng thì trong cái bản án đều nói rằng là Hải giết người bằng dao và bằng thớt, nhưng tất cả những bằng chứng ấy đều được thiêu hủy đi hoặc đánh cháo đi, chứng tỏ rằng cũng không có một dấu vết nào là của Hải ở các cái tang chứng đó. Cái thứ ba là cái nhân chứng. Thì cái nhân chứng duy nhất mà anh đưa ra được á, tức là Đinh Vũ Thường. Nhưng mà trong cái nhân chứng đó thì anh lại thay đổi cái bút lục. Đinh Vũ Thường nói rằng không thể nhận ra được cái người thanh niên là ai, thì bây giờ anh lại ghi rõ là cái người thanh niên đó là Hồ Duy Hải. Và cũng không nhận ra được số xe, thì anh được nói rằng nhận ra được số xe và anh đánh cháo cái hồ sơ, anh bút lục và anh ký một cách tự là giả mạo chữ ký của Đinh Vũ Thường. Thế rồi trong cái buổi xử án ấy thì cái nhân chứng này lại được đổi tên thành Vũ Đình Thường, và anh không hề gọi cái nhân chứng này đến phiên tòa để đối chứng. Thế thì như thế là bây giờ chỉ còn cái gì thôi, còn duy nhất
là 25 bản lời khai nhận tội của Duy Hải. Thì bác thấy thế này, trong 25 lời khai của Hải thì rất nhiều mâu thuẫn với nhau, rất nhiều cái sai lầm. Lúc thì Hải khai thế này, lúc Hải khai cái khác. Thế thì tại sao như vậy? Thì bây giờ chúng ta hãy bỏ khôi hãy bỏ qua cái gọi là cái gọi là nhục hình đi. Thì như vậy tại sao? Thì như vậy có nghĩa là bản thân những người xử án này đã tư duy trên một nền tảng của sự lừa dối, thì bắt buộc Hải cũng phải theo cái tư duy này, nghĩa là tất cả các lời khai của Hải trong đây đều là lừa dối, nó phải thế thôi. Thế thì như vậy là tang chứng không, vật chứng không, và như vậy nhân chứng thì thay đổi, rồi là lời khai thì cũng bất nhất, cũng bất nhất. Thế thì trong cái biên bản, trong cái gọi là cái nguyên cái biên bản xử án của tòa phúc thẩm ấy, thì còn ghi cái vật chứng là thế này thôi, là mấy cái các nó tiêu quần, rồi hai miếng vải, hai miếng vải thun. Thì quả là đúng là thật là hài, thật là hài. Chẳng nhẽ những cái vật chứng ấy lại là đi cắt cổ và đập đầu hai nạn nhân à? Theo bác, điều này chỉ có nghĩa rằng thế này thôi, chỉ có nghĩa rằng đưa ra để cho ông chánh án hòa bình đọc trên quốc hội là Hải hiếp dâm, thế thôi. Nó phù hợp với thế thôi, chứ chả làm sao mà biết, làm sao mà cắt cước cổ với lại đi. Như vậy có nghĩa là này, là cái bản án sơ thẩm này chẳng còn cái gì để mà kết tội được Hải cả, bằng không, tất cả mọi thứ là bằng không hết. Thế thì bây giờ chúng ta lại tìm ra được là các cái nhân chứng ở khu rửa đó nói rằng là Hải đi đám ma, việc đám ma ông Tư Lan, tức là ông Hồ Di á, vào từ 8 rưỡi đến 9 giờ. Thế nhưng mà đến nay thì cái chú Minh Thì đó, Minh Thủy đấy, thì chú cũng có cái suy nghĩ và nói rằng là đúng là tuổi trẻ nó có cái suy nghĩ rất là sâu. Nó nói rằng là đấy chỉ là ở chỗ đã xác định được từ 8 rưỡi đến 9 giờ thôi, còn ngoài ra 9 giờ Hải đi đâu thì chưa xác minh được, nhưng mà đấy là chú nói thế thôi. Còn theo bác ấy thì người ta nói rằng là bút xa thì gà chết, trong các biên bản của anh đều khẳng định rằng từ 8 giới 9 giới là có người giết hai cô gái. Thì giờ tôi cứ theo cái hồ sơ đó tôi nói, đó là cái gì? Thời gian đó Hải đang ở Đam Ma, anh không thể thay đổi được vì đó anh đã ghi trong biên bản của anh rồi, trong hồ sơ đánh xét xử người ta rồi. Những ngày xưa gọi là các cụ nói là bút xa thì gà chết mà anh. Thế như vậy tức là đến nay thì bác thấy thế này, tất cả các vụ án này bây giờ các cháu và tất cả mọi người yêu công lý tập trung mọi sức lực để đánh sập luôn cái xử án phiên sơ thẩm, vì khi phiên sơ thẩm đã không còn nữa thì phiên phúc thẩm và phiên giám đốc thẩm cũng sụp đổ theo. Lại thêm một cái nữa, bắt thấy thêm một cái nữa là tại sao anh không đưa vào vấn đề xét cái lò bọt của cái bục của cô gọi, anh không hề đưa xét vào đấy. Như vậy tức là bác tôi khẳng định rằng cái bản án sơ thẩm này là vô giá trị, bác chỉ nói gọn thế thôi. Còn bây giờ nếu thực về về mặt pháp lý mà nói, mà pháp luật mà nói, thì bác thì đúng là không có không nghiên cứu sâu cái này. Thì hãy nghe anh luật sư Bùi An Khanh, Khang hay Khanh nhỉ, Anh Khang ạ. Bùi An Khanh, anh phân tích rất là sâu sắc, rất là kỹ
điều nào cũng có hết. Thì các bác các chú, nếu còn ai đó nghi ngờ thì hãy vào xem cái các cái clip mà chú luật sư Bùi An Khang viết, bác cho là như thế. Thế bây giờ giải quyết vụ án này như thế nào? Giải quyết vụ án này như thế nào? Thì bác thấy rằng thế này này, bác là một người, bác là một thầy giáo dạy toán, thì bác có nhận xét rằng cái chú Alibaba và chú Ngô Thanh Sơn đó là những học trò sáng dạ, học trò sáng dạ, nghĩa là chứ chưa phải thông minh đâu, vì bác đâu đã có vinh dự được dạy hai chú đâu, cho nên bác chỉ có nhận xét là chú là sáng dạ thôi. Là vì lý do thế này này, các chú thấy rằng là để giải quyết một vấn đề phức tạp thì ta không nên cuốn vào những cái phức tạp, mà ta hãy giải quyết vấn đề nó từ cái đơn giản đã. Tức là một ra một bài toán thì trước hết ta phải giải quyết vấn đề cái bài toán nó đơn giản cái đã, rồi sau đó ta mới lần lượt đi đến phức tạp. Nghĩa là các chú đặt vấn đề là cái bài muốn giải quyết cái vụ Hồ Duy Hải thì trước hết là phải có một vụ án truy tố việc làm sai tố tụng hình sự một cách nghiêm trọng. Bác cho đây là đúng, vì nó không ăn, nó không quan hệ gì cái việc giết người cả. Tôi chỉ nói với Hồ Duy Hải thôi. Thì từ cái vụ án Hồ Duy Hải ấy thì sẽ lần ra cái phía trên. Đấy là cái bác muốn nói. Cái thứ hai á, bác muốn nói ngoài vấn đề này ra, ngoài vấn đề là truy tố ra một vụ án hình sự, gọi là một vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án ra, thì bác cho rằng việc đòi đòi người là đúng, như là chú luật sư Tạ Minh Linh cũng đồng ý như thế. Chính là chú Tạ Minh Linh đã đưa ra vấn đề đó trước, rồi đến cái nhà báo à, nhà nhà giáo nhà giảng viên đấy, Bùi Bùi gì nhà cháu nhỉ, dạ Bùi Anh Khiêm ạ. Bùi Anh Khiêm nhé, Bùi Anh Khiêm cũng thấy là đúng, và hầu như tất cả những người yêu công lý trên cộng đồng mạng, người ta thấy có điều đó cũng là đúng. Bởi vì sao thế? Bởi vì tôi chỉ cần nhận đến một một cái biên bản thôi, tức là anh truy tố Bùi ở Nguyễn Duy Hải, anh lại bắt Hồ Duy Hải, tức là anh phạm pháp, anh bắt người sai. Mà anh bắt người sai thì mới trả người là đúng rồi. Tôi chưa gì nói gì những cái dấu ria đằng sau nữa. Cái biên bản của anh là bắt Nguyễn Duy Hải, mà anh đi bắt Hồ Duy Hải thì có nghĩa là bắt người sai. Bắt người sai thì anh phải trả người thôi. Điều đó là phải đòi người thôi. Thế thì ở đây thì có một số người nói là đòi người nó đâu có trong pháp luật. Thì cái chú luật sư Tạ Minh Linh đã có giải thích rồi, nhưng bác là một người thầy giáo dạy toán thì bác lại có một cái nhận xét thế này. Khi bác bồi dưỡng học sinh giỏi mà theo cái giáo trình của cụ Lê Hải Châu, cháu có biết Lê Hải Châu không? Dạ có nghe nói bác ạ. Lê Hải Châu là trưởng phòng giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục từ ngày xưa cơ. Dạ, từ năm 60, năm 8 rồi. Mà cụ có đứa con là Lê Hải An đấy. À dạ vâng. Lê Hải An. Lê Hải An vừa rồi là Thứ trưởng Bộ Giáo dục bị đúng mất rồi. Đột ngột. Dạ vâng. Đúng rồi, đột ngột đấy. Thì bác cụ Lê Hải Châu đó, xưa khi bác dạy thì cụ cho bác ba cuốn sách cụ viết về vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Thì cũng dưỡng học sinh giỏi. Thế thì trước khi bác dạy á, thì cụ nói với bác thế này này. Này, cậu này, cậu nhớ chứ. Trong này có những bài toán mà nếu cậu đi theo con đường mòn,
không bao giờ cậu có thể đến, không bao giờ có thể đến kết quả được, mà cậu phải tìm những con đường đặc biệt để cậu đi, thì may ra cậu sẽ tìm được cái kết quả của nó. Đấy, bác Châu bác giải thích như thế, bác nói với thầy, bác nói với bác như thế. Và đúng thế thật, có những bài toán như vậy là không phải đi từ cái giả thiết mà đến kết luận, mà đôi lúc lại phải từ kết luận để trở về cái giả thiết, nó lại đi trên con đường ngược cái đấy. Thế thì bác cho rằng bác Linh là chú luật sư Tạ Mỹ Linh ấy, Dạ Tạ vâng. Mỹ Linh ấy, thì chú nói đúng là trong thực tế có những cái mà trong luật chưa đề cập đến nhưng mà lại đúng hoàn toàn chính xác, thì tại sao ta không làm? Đấy là cái suy nghĩ của bác nha. Dạ vâng. Bây giờ sang đến ở vấn đề này, thì hiện nay đã có rất nhiều người nói rằng là chúng ta đòi người phải có luật sư, phải có cô Loan, cô rửa gì đó đại khái thế. Và nếu chúng ta đòi người không qua cái đó thì chúng ta đi đến phạm luật. Xin thưa rằng nói như thế là nói một cách mơ hồ, không hiểu. Vì sao thế? Thì bác phân tích cái này. Bác Hồ nói dân là gốc. Và chính vì bác Hồ nói dân là gốc thì đảng ta nói rằng nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân. Đồng thời đưa ra một cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Thế thì cái vụ án vụ cổ voi này nó có quá nhiều sai sót, hầu như nó sai sót hết. Dân biết, dân biết thì dân có thể đưa đến chỗ đòi người. Đòi hỏi đây không phải đòi cho cá nhân bà Loan, mà đòi người đây là đòi cho xã hội, cho công bằng xã hội, chứ không phải đòi riêng cho bà Loan. Vì vậy cho nên bà Loan có tham gia thì càng tốt, mà bà Loan không tham gia cũng chẳng sao. Luật sư có tham gia cũng càng tốt, mà luật sư không tham gia cũng chẳng sao. Còn vấn đề có người nói rằng chúng ta viết đơn như thế này mà gửi đến các cái cấp cao của triều đình thì là phạm luật, thì xin nói rằng đấy là một cái nhận xét ngu xuẩn, một nhận xét ngu xuẩn. Vì sao thế? Vì bác nói về cái cơ chế của nhà nước mình là như vậy, tức là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Thế thì tôi dân biết thì tôi có ý kiến với lại nhà nước, với đảng, chỉ cần nhất trong cái đơn của chúng ta không có đi đến chỗ đả phá đảng và đả phá nhà nước thì không có gì là phạm luật cả. Đấy, đấy, đấy theo cái suy nghĩ của bác thế nha. Đấy là cái rứt mạch về cái vấn đề vô cục của voi, mà đến nay muốn giải quyết được thì cái đấy đập bằng được, phá bằng được cái biên bản kết án của phiên tòa sơ thẩm thế thôi. Thế bây giờ sang cái thứ hai bác nói. Hiện nay thì bác có nghe rất nhiều cái chuyện về luật sư Lê Hồng Phong, ở Trần Hồng Phong và chú nhà báo Nguyễn Đức, bác nghe rất nhiều. Thế thì riêng đối với lại Trần Hồng Phong ấy thì cũng có rất nhiều người người ta nói rằng chú này có những cái suy nghĩ lệch lạc, lệch lạc. Thế thì ở đâu mà ra lệch lạc? Ở chỗ này này, ở chỗ là chú nhận hồ sơ để cho bà Loan, giúp bà Loan, thì chú lại đi đến chỗ chỉ là hồ sơ có mang tính chất gì nhé, mang tính chất là
giám hộ, bảo hộ. Thế thì bảo hộ và giám hộ đấy, thì trong cái khi bác dạy học thì người ta nói rằng là giám hộ, giám hộ và bảo hộ thì y hệt nhưng là người đi bảo vệ trẻ thôi, bảo vệ trẻ thôi. Và chính vì thế cho nên chú không có được một bất cứ một cái uy tín nào trong tất cả các vụ án. Và vì vậy cho nên trong tất cả ba cái vụ án bất kết và ba cái sự vừa rồi thì không hề có vai trò của chú ấy, không hề có vai trò ấy. Và đến nay thì cái vai trò của chú ấy cũng là bằng không thôi, vì chú là người giám hộ thôi mà nhé, giám hộ thôi. Nhưng ở đây ấy, thì phải nói rất thương cái gia đình bà Loan, rất thương, vì ba Loan, gia đình bà Loan này nó quá ít hiểu biết, cho nên đáng lý ra 14 năm, 10 năm mà như vậy chứ Lê Trần Đồng Phong không giải quyết được bất kỳ cái gì cho Hải cả. Thế thì phải biết được cách mà tránh nó đi, phải kiếm được tránh nó đi, phải tìm một luật sư khác. Đằng này cứ đeo đuổi bằng cái tình cảm, một cái tình cảm vớ vẩn vu vơ, để rồi cuối cùng chính con mình vẫn cứ bị giam cầm trong ấy. Đấy. Thế thì bây giờ người ta mới nói thế này này, người ta nói ui rồi như vậy tức là gì, là ông Hồng Phong cũng có cái công này công kia. Thì theo bác đến nay mà nói, nhưng cá nhân bác ấy thì không biết công gì thì không biết, nhưng mà để vụ án này vẫn trôi theo dòng nước đến 14 năm, gần 14 năm chưa giải quyết được bất cứ một chuyện gì. Đấy là thứ nhất nha. Cái thứ hai, bác lại có suy nghĩ thế này. Ông Trần Hồng Phong này có thực sự là một luật sư của nhà nước ta không? Có đúng thực sự là của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không? Bác nghi ngờ đấy. Tại sao bác nghi ngờ? Bởi vì có rất nhiều cái phát biểu của ông trên mạng của ông, trên cái YouTube của ông ấy là nói rất là xấu về lãnh đạo cấp cao của ta là bác Nguyễn Phú Trọng. Điều đấy không cho phép. Điều đấy một luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không cho phép nói những câu rất ẩu, rất xấu về lãnh đạo đất nước ta. Và như vậy chú còn có một quan hệ rất là sâu sắc với, bác chỉ biết nói thế thôi, rất sâu sắc với nhà báo Nguyễn Đức. Mà nhà báo Nguyễn Đức này thì lại có một quan hệ rất thân thiết với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một người phản động đã bị tù vì chống phá nhà nước chúng ta. Thế thì từ cái quan hệ rất dây như vậy thì bác cũng nghi ngờ, bác rất nghi ngờ chứ bác chưa khẳng định, bác rất nghi ngờ rằng luật sư Trần Hồng Phong này đã tuột ra khỏi cái dòng suy nghĩ của một luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mất rồi. Thế bây giờ thì hôm nay bác nói với cháu hai câu chuyện này. Tình cờ vừa hôm qua bác nghe một cái clip tình cờ thôi trên hồ sơ sạch, thì có một người ở Hà Nội nói về vấn đề vô cuộc cổ voi. Anh ta nói rất là thuyết phục, rất là hay, tiếng nói cực kỳ hấp dẫn, giọng Hà Nội chuẩn. Bác lúc đầu bác nghe bác cảm giác bác rất mê, và sau khi nghe xong thì bác lại nghĩ đến một lời mà bác trao đổi với giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Hồi đó bác hỏi bác Dũng là thế này: nếu bây giờ tôi vào rừng anh nhé, thì tôi muốn hái nấm, thì nấm rất nhiều,
Vậy thì làm thế nào tôi phân biệt được là nấm độc hay nấm không độc? Thì bác Dũng bác trả lời dễ dễ lắm, dễ lắm. Anh cứ nhìn thấy cái nấm nào cực đẹp, cực kỳ hấp dẫn thì đó là nấm độc đấy, chớ có chạm vào. Thế từ cái suy nghĩ ấy nó bộc lộ cho bác, nó tự nhiên nó bật cho bác suy nghĩ rằng cái lời nói của anh ở trên, bác không nhớ tên đâu, ở Hà Nội, rất hay, rất đẹp, rất thuyết phục, liệu rằng trong đó có cái gì mà nó như nấm độc hay không? Thế bác mới suy nghĩ thì bác phát hiện ra hai vấn đề thế này, hai vấn đề thế này. Khi anh ta nói về vấn đề chúng ta góp ý kiến đả phá các đồng chí công an của huyện, của trong cái ban chuyên án của tỉnh Long An, thì anh ta nói, anh ta dẫn một câu chuyện rất hấp dẫn về vấn đề tình báo, về vấn đề tình báo. Anh ta có nói rằng sau khi anh nói hết về cái nguyên tắc, về cái nghiệp vụ của tình báo, thì anh ta có nói một câu thế này: vậy thì khi đánh giá một ai đó thì nhìn xem rằng họ làm vì cái gì, họ làm vì cái gì. Và nghề tình báo đôi lúc rất là nguy hiểm, ở chỗ phải vào trong lòng địch để mà đánh địch, phải nói cái khác đi với cộng đồng để mà còn đánh địch. Thì anh ta muốn, nghĩa là anh ta muốn nhắc nhở rằng những người yêu công lý trên cộng đồng mạng, những cán bộ cựu chiến binh của lực lượng vũ trang, là khi đánh giá phải nhận xét một cách khác đi. Đấy là cái điều mà bác qua khi cái câu chuyện đó thì bác nghĩ thế. Cái câu chuyện thứ hai của anh ta nói thế này: bây giờ mọi người đều công kích cái giá trị của luật sư Trần Hồng Phong với cộng sự, thì tôi xin kể một câu chuyện sau đây. Là có một ông thầy đưa một cục đá cho một học trò, bảo con đem ra chợ bán. Thì cậu học trò này đem ra chợ bán thì có người trả một xu, cho nên cậu ta không bán, đem về. Thì thầy giáo bảo rằng là bây giờ con đem ra tiệm vàng bán. Thì cậu đem ra tiệm vàng bán thì người ta trả 50 đồng, và thầy giáo nhắc rằng là người ta trả bao nhiêu thì không bán, cứ đem về, và người ta trả 50 đồng. Sau đó thì thầy giáo lại nói cậu học trò đem đến cái nhà khảo cổ bán. Thì cái nhà khảo cổ này nhìn viên đá thì bảo tôi đánh đổi toàn bộ gia sản của tôi để lấy cục đá này. Thế qua câu chuyện này thì hình như cậu ta muốn nhắc nhở rằng là đánh giá giá trị của luật sư Trần Hồng Phong với cộng sự thì đừng có mù mờ, đừng có dại dột mà cho rằng đây là vô giá trị. Cậu ta muốn nói như thế. Thế thì ở đây ngoài câu chuyện này thì nếu như bác suy nghĩ không phải như vậy, không phải như suy nghĩ của bác, thì bác xin lỗi cậu ta. Nhưng còn nếu đúng như vậy thì bác nói với cậu ta như thế này: đừng có xem thường những người cộng sự, những người trên, cán bộ cựu chiến binh, những người yêu công lý và yêu nước trên cộng đồng mạng cũng có như bậc thầy về mặt tình báo, bậc thầy về mặt tình báo.
và cũng có bậc thầy về mặt đánh giá cái khảo cổ. Bác nhắc cho các cậu mới biết. Và một điều thứ hai, suy nghĩ rằng liệu cái cục đá ấy có phải là giá trị mà cái anh khảo cổ ngu đần đổi toàn bộ cái gia sản không? Đấy là một điều mà bác muốn nhắc cậu ta như thế. Như vậy là có thể từ một cái ngu này là dẫn đến một cái ngu khác. Đấy là cái điều bác muốn nói. Bây giờ sang một vấn đề khác. Những hiện nay một số người như là nhà báo, luật sư nói đánh giá những người cựu chiến binh của lực lượng vũ trang, cả công an lẫn quân đội, những giáo sư, chiến sĩ, những người có trình độ, coi họ là rơm rác, coi họ là rơm rác. Thì Tạ Minh Linh đã nói rằng cái đồ bất dạy. Nhưng còn bác thì bác nói thế này, nó không mất dạy đâu, nó có bị được bị dạy đấy, nó có học đấy, nhưng nó là thằng vô văn hóa, có chữ nhưng mà vô văn hóa. Thế bác nói thế. Đấy là cái chuyện thứ hai bác muốn tâm sự với cháu. Nào, thế qua hai cái chuyện này thì bác cháu có ý kiến gì không? Dạ vâng, cũng rất là nhiều cái trăn trở, rất là nhiều ý kiến. Nhưng với bản thân cháu là cái người được tiếp thu những ý kiến của rất là đông cộng đồng quý vị khán thính giả ở mọi miền đất nước gửi về, cũng luôn luôn đặt những cái câu hỏi rất là khó lý giải. Nhưng rất may hôm nay có bác tâm sự, có bác chia sẻ, đó là cái điều rất vui. Thôi thì cháu mượn các cái câu hỏi của quý vị khán thính giả để coi như trực tiếp thay lời muốn nói của các vị khán thính giả này hỏi bác, cũng là cái điều mà cháu mong muốn, và như vậy sẽ là tốt hơn hết. Thì không biết là bác đồng ý không ạ? Rồi rồi. À dạ Thôi vâng. bây giờ khoan đã, bây giờ bác sang cái vấn đề khác nhé. Dạ vâng. Rồi sau khi kết thúc vấn đề này thì cháu sẽ hỏi Dạ nhé. vâng. Tâm sự. Bác biết biết đến đâu bác trả lời đến đó Dạ nha. vâng vâng. Vấn đề tiếp theo đó mà cuối cùng thì bác muốn nói cái này, bác muốn tâm sự với cháu và cũng như cộng đồng. Khi bác chuẩn bị gia nhập đảng thì bí thư đảng bộ nhắc với bác thế này, ông nhớ nha, đảng ta cần nhất những người trung thực, và đơn của ông phải thể hiện một cái sự trung thực, không được giấu giếm đảng bất kỳ chuyện gì. Bác cứ nằm lòng từ đó đến nay. Thế bây giờ bác mới nhìn lại về cái chú Nguyễn Hòa Bình, rõ ràng trên cộng trên trên giải quyết giải thích vụ án Hồ Duy Hải trước Quốc hội, trước 96 triệu dân trên truyền hình, thì tất cả những điều chú ấy nói, chú ấy giải thích thì mọi người đều cho chú ấy là thiếu trung thực, không trung thực, giả dối. Cái điều thứ hai ấy, chú nói với Quốc hội rằng là trong những nhiệm kỳ mà chú làm việc thì không có một sai sót nào hết. Đó cũng là một sự dối trá, thiếu trung thực. Thế thì một con người với đảng, với dân mà thiếu trung thực như vậy, có còn là xứng đáng làm đảng viên hay không? Bởi vì bác được người ta dạy rất nhiều khi bác vào đảng mà, thì còn xứng đáng làm đảng viên hay không? Điều thứ hai là người ta cũng suy tư rất nhiều chuyện,
là vì một cái đảng viên thiếu trung thực như thế này trước đảng và trước dân. Tại sao ban chấp hành trung ương lại đưa anh ta vào bộ chính trị? Vậy thì người ta có một cái suy nghĩ liên đới, không biết có đúng không, nhưng người ta có suy nghĩ liên đới như vậy. Rất nhiều người trong trung ương đã có những cái suy nghĩ thiếu trung thực như anh ta, đấy là một nguy hại, đấy đấy là một sự nguy hại cho đảng. Và lại thêm một lần nữa, anh ta lại bước vào làm nghị sĩ quốc hội rồi à, một cái kẻ thiếu trung thực với đảng với dân như vậy lại chui sâu vào trong quốc hội, rồi lại được đưa ra để mà bầu làm chánh án tòa án tối cao. Thế thì do đó rất nhiều người, rất nhiều dư luận, người ta đặt dấu hỏi chỗ này, người ta đặt dấu hỏi chỗ này. Vì vậy cái đơn của các cháu vừa rồi đó, cháu Dung ấy nhá, vừa rồi ấy, là muốn bãi nhiệm cái quốc hội của anh ta và muốn bãi nhiệm cái chánh án, chức vụ chánh án tòa án tối cao của anh ta. Theo bác là hợp lòng dân đấy, chẳng có gì là sai phạm đâu, là hợp lòng dân. Đấy là cái thứ ba muốn nói với cháu nha. Đây là một sự trăn trở rất lớn với cháu nhé, Dạ một sự vâng. trăn trở rất lớn. Thế thôi, đấy bây giờ thì cháu hả đi, cháu Dạ trả lại. vâng, nhắc đến cái chuyện bác vừa mới đưa ra, cái ý kiến cho rằng là lá đơn đầu tiên là đòi được trả tự do cho anh Hồ Duy Hải, mà phải gọi là công dân Hồ Duy Hải, bởi anh ta là bị vu oan bởi ba cái án tử hình, nhưng thực tế anh ta không có tội, cho nên vẫn phải gọi anh ta đang là có quyền công dân. Và trong đơn bọn con ghi là hãy trả tự do cho công dân Hồ Duy Hải. Thứ hai là cái lá đơn như bác vừa nhắc, đó là yêu cầu đầu tiên là bãi miễn cái tư cách đại biểu quốc hội của ông Nguyễn Hòa Bình, và sau đó là vì những cái hành vi, vì những cái việc làm trong cả cái quá trình ông ấy đảm nhiệm cái chức vụ là chánh án tòa án nhân dân tối cao, như bác nói là có những điều không trung thực và dối trá và làm mất lòng tin của nhân dân, thì bọn con là những người công dân, những người cử tri đều có cái quyền được yêu cầu. Còn giải quyết hay không lại là do bên ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội, nhất là phía mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó, có cái quyền là kiểm tra tư cách của đại biểu và kiểm tra những cái điều mà quy định trong hiến pháp và pháp luật. Và như vậy, bọn con tin tưởng rằng những cái lá đơn sẽ có cái tác dụng rất là lớn đối với cộng đồng, đối với nhận thức của xã hội, và bọn con làm theo cái lương tâm của mình nó mách bảo. Và như vậy là rất may bác đã trả lời hộ, bác đã là người ủng hộ cái quan điểm cũng như là ủng hộ phía đông để bọn con tiếp tục là cống hiến những cái gì mà mình biết với cái sức của mình có thể và bàn tay của mình với được đến đâu trong cái sức lực của mình. Và chính vì vậy thời gian vừa qua chờ đợi rất là nhiều và có rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gửi về, thì hôm nay có một cái câu hỏi rất là làm cho con có suy nghĩ, và rất may bác đã chia sẻ với con. Thì có câu hỏi thế này: có rất nhiều ý kiến của các luật sư, các luật gia đã cho rằng cái kết luận điều tra hiện nay để buộc tội cho anh Hồ Lê Gia Hải là bản kết luận được tạo dựng, nó hoàn toàn không có thật. Và chính cái bản kết luận điều tra thực sự của vụ án hiện nay nó đang nằm ở đâu đó, có thể được cho là đã nằm trong hồ sơ AK. Và chính vì điều này đẻ ra một cái việc là ban chuyên án Long An, ban chuyên án được quản lý bởi Bộ Công an, họ sợ vô cùng, sợ nhất là phải đối chiếu giữa cái bản kết luận điều tra truy tố anh Hồ Duy Hải và các cái bút lục được thu thập tại bưu cục Cầu Voi trước cái khi mà Hồ Duy Hải bắt. Thế thì cái điều này
có đúng và có thực tế, hoặc là có đúng như là mọi người suy nghĩ, thì bác có thể với cái linh cảm nghề nghiệp, với những cái đánh giá nhận nhận và với những cái suy nghĩ rất là thấu đáo, thì bác có thể giải thích được cái này cho quý vị khán thính giả này được không ạ? Vâng, xin bác chia sẻ. Thế này nhé. Dạ vâng. Những điều mà cháu đặt ra vấn đề đó thì là hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn hợp lý, chúng ta không đòi hỏi gì cao siêu. Cái gì thực tế thì chúng ta đòi hỏi phải đưa ra thực tế, chứ chúng ta không đòi hỏi gì cao siêu cả. Anh giấu ở đâu thì bây giờ anh phải đưa ra. Anh giấu ở đâu để giết người vô tội thì anh phải đưa ra. Đấy là một cái điều đòi hỏi chúng ta rất là hợp lý. Thế tuy nhiên là thế này, bây giờ chúng nó muốn kéo dài cái vụ án, cho nên nó cũng nhập nhà nhập rằng chưa chắc nó đã đưa ra đâu nhé, chưa chắc đưa đâu. Nó sẽ tìm mọi cách để nó có thể kéo dài thời gian. Mà cái điều đó thì đã có, tức là gì? Tức là cái vụ liên tịch giữa anh Trương Hòa Bình và anh Nguyễn Hòa Bình là có cái liên tịch ấy. Liên tịch ấy là hồ sơ đưa về cho tòa án thì tòa án giữ gì và không còn đưa cho ai hết nữa. Phải nói rằng đến bây giờ thì nó cũng có nhiều cái mốc mắc trong này mà nó kéo dài. Thế thì hay tốt nhất là thế này cháu, tốt nhất theo bác là cứ theo cái quyết định bản án sơ thẩm mà ta chơi thôi. Nó rõ ràng rồi, anh xử án tội người ta là tội tử hình, thế thì không có tang chứng là hại, không có vật chứng vì vật chứng anh đem đốt đi. Rồi đến nhân chứng thì anh sửa đổi tên tuổi người ta, anh sửa đổi cái lời khai người ta, anh tự là ký tên, thay đổi ký tên cho người ta. Và cái tang chứng nữa mà anh ở trong quy nạn của anh chỉ là gì? Mấy cúc quần, mấy cúc áo, cái phát ngôn từ quần, hai miếng vải. Thì hỏi rằng các tang chứng này có phải để giết Ngại, có thể đi giết hai cô gái không, cứa cổ hai cô gái không, là đủ chắc. Theo bác như thế là đủ. Còn bây giờ người ta muốn nói kiểu gì thì cũng không thể nào lấp liếm được cái chuyện này. Mà cái điều này thì đã có ở trong bộ luật hình sự rồi nhé, bộ luật hình sự rồi. Thế thì như vậy, nếu ta đi đến chỗ tìm được một cái bộ hồ sơ chính thì quá tốt, quá tốt, thì nó lộ ngay ra cái thằng hung thủ thôi. Nhưng mà đến bây giờ mà nói thì chúng nó cũng phải tìm mọi cách để nó kéo dài thời gian. Thì tốt nhất chúng ta cứ quay về đúng cái bản án sơ thẩm mà ta xoay mạnh vào thì là xong. Đấy, thì theo theo như suy nghĩ riêng của bác là như thế nhé. Chứ còn bây giờ mà chúng ta đòi hỏi cái này cái kia mà thì chưa chắc chúng ta đã làm đâu, bởi vì cái thế lực này nó cũng mạnh lắm cháu nhé. Cái thế lực tội phạm này nó cũng rất mạnh, chứ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu nhé. Đấy, thì bác muốn nói với cháu rồi, còn gì nữa không? Dạ vâng, còn một cái câu hỏi thứ hai nó liên quan đến một cái vấn đề vô cùng tế nhị, rằng lâu nay tại sao cả cộng đồng, cả nước, mọi tầng lớp chính trị xã hội nhận thấy rằng cái đề xuất của anh luật sư Tạ Miên Linh là phải đòi người mới là đúng, rồi sau đó như bác đã đặt vấn đề là giảng viên Hoàng Anh Khiêm đồng tình quan điểm này, phải đòi người là đúng bởi xác định rõ ràng đến lúc này anh Hồ Duy Hải không hề liên quan đến vụ án bu cục cỏ voi, mà cơ quan cảnh sát điều tra không những là phạm cái tội bắt người trái phép, bắt người sai tên sai họ, bắt người sai về cái chủ đích của một cái vụ án, đó là không bắt được quả tang ở hiện trường
Và như vậy là hoàn toàn có đủ cơ sở khẳng định cơ quan cảnh sát điều tra là sai hoàn toàn ngay từ đầu. Và bây giờ đã bắt sai, đã truy tố sai thì đòi trả người về cho gia đình nhà bà Loan. Nhưng cái quan trọng nhất là chính bà Loan phải là người đòi người đầu tiên viết đơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải là luật sư bào chữa cho thân chủ của mình, tức là luật sư hợp pháp về pháp nhân, về tính cách, để đòi người một cách đúng pháp luật. Đấy là hai yếu tố quan trọng nhất. Nhưng vừa rồi cộng đồng mạng đã phát hiện được một cái điều vô cùng đau xót, là tại sao luật sư bào chữa cho anh Hồ Giải lại không có động thái gì và không ủng hộ quan điểm này. Thứ hai là gia đình nhà bà Loan cũng không ủng hộ quan điểm này và không đồng tình để làm việc này. Đây là một cái dấu hỏi vô cùng lớn. Vậy thì cái này có đúng là luật sư Trần Hồng Phong không đủ tư cách pháp nhân để làm việc này, bởi vì anh không ký hợp đồng là bào chữa cho thân chủ là anh Hồ Giải Hải, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh ta nhằm mục đích gì mà lại đi ngược lại lợi ích của gia đình nhà Hồ Giải Hải và đi ngược lại lợi ích của cộng đồng? Vâng, đó là câu hỏi, thì bác có thể chia sẻ theo cái cách nhìn cá nhân của mình được không ạ? Cái việc bác chia sẻ với cháu theo cái góc nhìn của bác nhé. Dạ vâng. Góc nhìn của bác thì bác thấy thế này này, khẳng định một điều, anh Trần Hồng Phong đến nay không phải là luật sư bào chữa, mà anh chỉ là người giám hộ đấy, một người giám hộ cho gia đình. Mà một người giám hộ thì theo đúng nghĩa của nó giống như một người đứa trẻ, nó chả có tác dụng gì hết. Nó chả có tác dụng gì hết. Cho nên cái điều nữa là anh Phong bây giờ bác mới thấy rằng anh đã trượt ra khỏi luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Theo bác nghĩ như thế. Cho nên anh không còn tha thiết gì để mà cứu Hải nữa rồi. Mà anh muốn kéo dài để làm gì? Để cộng đồng chúng ta bức xúc. Cộng đồng chúng ta có những cái mà chúng ta không tỉnh táo thì dẫn đến một cái sự nguy hiểm cho đất nước, cho Đảng. Đấy là cái quan điểm riêng của bác thế. Cái thứ hai, về vấn đề bà, gia đình bà Loan, thì phải nói rằng gia đình bà Loan ta rất thương, ta rất quý, nhưng mà cũng phải nói rằng là rất dại, không hiểu gì hết nhé, không hiểu gì hết. Bác có thể là một cái tình cảm của người đàn bà mà, một người phụ nữ mà, thì thấy ông Lê Hồng Phong như thế đã kéo dài với mình, đi theo mình gần 10 năm nay rồi, cho nên giờ bỏ thì thương mà vương thì tội. Đó là một cái quan điểm sai lầm, hết sức sai lầm. Còn riêng bác mà, thì bác thấy đây này, hai con người đó không muốn đòi cho con mình ra sớm thì đấy là tội ác của họ, bác nghĩ thế. Còn chúng ta là những người trong cộng đồng yêu công lý, muốn cho đất nước mình nó có một cái nền tư pháp ổn định, thì chúng ta có quyền, hoàn toàn có quyền. Bởi vì như bác nói rồi, dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Thứ hai là gì? Là của dân, chính quyền này là của dân, do dân và vì dân. Thế thì như vậy là chúng ta thấy rằng một cái người dân vô tội của chúng ta bị một cái lũ cầm quyền xảo trá, độc ác mà bắt một cái vô tội, thì chúng ta có quyền đòi. Chúng ta đòi công dân Hồ Duy Hải, chứ chúng ta không phải đòi con của bà Loan. Cứ nói thẳng như thế đi. Chúng ta không đòi con bà Loan, mà chúng ta đòi công dân Hồ Duy Hải.
thì chúng ta có quyền đi. Chỉ có điều tông đơn của chúng ta cần hết sức tránh để chúng là lợi dụng đả phá đảng, đả phá nhà nước. Thế thôi. Còn chúng ta có quyền. Vì vậy cho nên cái đơn vừa rồi của các cháu đấy thì bác thấy là bác rất ủng hộ. Và tất cả mọi người cũng sẽ ủng hộ thôi. Nhé. Chứ không phải bây giờ vì cái anh luật sư này, anh luật sư này vì cái cô này không muốn, cái người mẹ này không muốn cho con mình ra khỏi tù sớm, mà chúng ta lại không biết cách để giải quyết cho người công dân của chúng ta vô tội ra tù, ra khỏi tù là một điều chúng ta rất đáng trách. Nếu thế thì chúng ta là người rất đáng trách. Còn bác nghĩ thế này nhé. Những người lãnh đạo cấp cao của chúng ta đó, họ cũng rất hiểu, họ cũng rất hiểu và cũng muốn làm sao đó để giải quyết vụ án cho nhanh. Nhưng như bác nói, nó khó, cũng khó khăn lắm cháu. Ai là người vẫn để cho Nguyễn Hòa Bình là ủy viên Bộ Chính trị? Ai là người vẫn đưa Nguyễn Hòa Bình làm chánh án tòa án tối cao? Trong phải nói rằng đang có những phân hóa sâu sắc cháu. Trong đảng mình ấy, đang có phân hóa sâu sắc. Đấy là cái gọi là cái cách nhìn của bác. Mà cách nhìn này thì bác đã có kinh nghiệm xương máu của các năm trước đây nhá, các năm trước đây, chứ không phải bây giờ bác mới nói đâu nhá. Không phải giờ nói đâu. Đây là một cái điều cực kỳ nguy hiểm nhá. Còn bây giờ chúng ta cứ đòi, mạnh dạn chúng ta đòi, chúng ta lên mạng chúng ta đòi, chúng ta lên đề nghị với các cơ quan chức năng ở trên phải trả cho thủ như này. Vì đây chúng ta đòi, đây là đòi Duy Hải là một công dân vô tội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứ chúng ta không đòi Hồ Duy Hải là con của bà Loan. Còn bây giờ con của bà Loan muốn đòi hay không, cái chuyện đó của bà Loan, ta không được tập đấy. Bác nói thế cháu hiểu không? Dạ vâng. Và có một cái điều bác đang trả lời các quý vị khán thính giả xem, và lại có thêm một cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về mà cháu thấy cũng rất là cần thiết. Đó là gì? Cũng liên quan đến vai trò của luật sư Trần Hồng Phong và liên quan đến vai trò của cái người giám hộ. Đó là tại sao trong 10 năm qua anh Trần Hồng Phong là tiếp cận để đứng ra nói với gia đình nhà bà Loan là luật sư bào chữa, nhưng có 5 cái quyền, 5 cái được đánh giá là rất thực tế, nhưng anh Trần Hồng Phong đã vứt nó ra ngoài cái túi của anh ta, và anh ta làm một cái việc nó không phù hợp. Đó là gì? Cái quyền đầu tiên là cái quyền được tiếp xúc trực tiếp với anh Hồ Duy Hải thì anh Trần Hồng Phong đã không sử dụng. Cái quyền thứ hai là cái quyền được tiếp cận trực tiếp với hồ sơ của vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra và tòa án đang nắm giữ thì anh Trần Hồng Phong cũng không sử dụng. Thứ ba là cái quyền thể hiện vai trò, thể hiện cái uy lực của luật sư bào chữa của mình thì anh luật sư Trần Hồng Phong cũng không thể hiện. Cái thứ tư là phải có mặt ở mọi nơi, mọi cấp tòa xét xử một cách công bằng và sòng phẳng thì anh Trần Hồng Phong cũng không đòi hỏi cái quyền lợi này. Và cái cuối cùng là cái quyền được phép cãi tay đôi với luật sư ở với chánh án, tức là cãi tay đôi giữa luật sư bào chữa với lại chánh án ở ngay phiên tòa phải là ngang nhau, thì cái này anh luật sư Trần Hồng Phong cũng không đòi hỏi một cách cho nó đầy đủ. Vậy 5 cái quyền này đối với một luật sư bào chữa nó có phải là do vô tình, do yếu năng lực, hay là cố tình hợp tác với một cái thế lực nào đó mà anh Trần Hồng Phong giả vờ như không biết? Thì câu hỏi này không biết bác đánh giá và nhìn nhận thế nào ạ? Vâng. Thế giờ bác cũng có một cái ý kiến thế này nhé. Dạ. Theo cũng như theo bác gái vừa mới tư vấn cho bác ấy nhé. Thì bác có suy nghĩ hai chuyện. Một là chuyện thứ nhất, Trần Hồng Phong đã nhận được một cái số kinh phí khá lớn của bọn tội phạm
của bọn tội phạm. Và Bác bác cái đây bác cứ nói bác rồi bác suy nghĩ, có thể cũng là cũng đúng nhé, dạ vâng. bởi vì không ai có thể không lấy tiền mà cứ đi qua đi lại đi tái đi hồi ở ở Hà Nội Sài Gòn, Hà Nội Sài Gòn, không có cái chuyện đó đâu cháu Dạ nhé. vâng. Cái người phụ nữ người ta tinh lắm nhé, vợ của thầy, vợ Thanh Sơn rồi đến vợ của bác đây này tinh Dạ lắm vâng, nhé, đúng rồi. không ai bỏ cái tiền một cách rời ơi thế đâu nhé. Như vậy có nghĩa rằng Trần Đồng Phong đã có nhận một cái số tiền của ai đó cũng khá lớn đấy nha, khá lớn đấy là điều thứ nhất tôi. Đấy, từ tôi nói cái thứ nhất nha. Ừ. Cái điều thứ hai như bác nói với cháu đó, đến bây giờ bác nghi ngờ rằng Trần Hồng Phong không còn là luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa rồi nhé. Nó đã mang một cái động cơ chính trị nào Vâng. đó, tất nhiên cái động cơ chính trị này mình khẳng định một cách đầy đủ thì chưa, nhưng mà có nhiều cái biểu hiện bác thấy rằng nó tương đối rõ. Bởi vì thế này, không cho phép Trần Đồng Phong, một con người mới hơn 60 tuổi mà nhận xét về bác Trọng 80 mấy tuổi là một tổng bí thư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như là một thằng trò hề, không cho phép làm cái chuyện đấy, không cho phép làm ẩu thế, và cũng không cho phép so sánh cái bà thủ tướng bằng đáng tuổi cháu của bác Trọng với lại bác Trọng. Như vậy mà có biết đâu chính cái thủ tướng này, bà thủ tướng này cũng lại là tham ô tham nhũng rồi bị đi tù, làm sao lại so sánh với bác Trọng được. Thế thì bác cho rằng đây là bắt đầu bác có nghĩ là Hồng Phong đã có dính líu vấn đề chính trị rồi, mà vấn đề dính líu chính trị đó thì nó dẫn đến gì, nó dẫn đến phải cộng tác với bọn tội phạm ở trong cái bưu cục cò voi, tức nó tin cậy đó. Cho nên ba nắm cái điều cháu nói đó nó không làm, bởi vì nó hai cái mục đích ấy thôi, một tiền, hai là vấn đề dính líu một cái suy nghĩ về vấn đề lệch lạc về vấn đề chính trị nha. Thứ gì một cái điều nữa mà bác thấy rằng là như thế là bản thân Trần Đồng Phong rất là thân với, như bác nói lần trước, rất là thân với Nguyễn Đức, mà Nguyễn Đức thì lại rất thân với những kẻ phản động. Đó là một điều mà bác thấy rằng nó có những cái điểm mờ ám trong vấn đề chính trị nhé, trong vấn đề chính trị. Mà cái điều này thì bác nói rằng tất cả những người bạn của bác không để yên đâu nhé, không để yên Dạ đâu. vâng. Đấy thì bác nói như thế, bác hiểu không? Năm cái điều đó nó không làm được là bởi vì nó là thằng gì, nó không phải là giáo sư, luật sư bào chữa, nó chỉ làm thằng luật sư giác ngộ thôi. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai, bản thân nó là có thể nó nhận tiền, và thứ ba là có thể khả năng nó không còn trượt ra khỏi cái luật sư của công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Đấy là bác nói như thế nha, Dạ các vâng. hiểu không? Dạ Đấy bác cứ vâng. thẳng thừng, bác cứ thẳng thừng mà nói nha. Gì nữa không? Vâng, và như thế là rất là cảm ơn bác cái buổi chia sẻ giữa hai bác cháu mình hôm nay. Rất tiếc là còn rất là nhiều câu hỏi nhưng thời lượng của chương trình lại không cho phép. Còn Vâng, và bây giờ như này 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 con này Thanh ơi, Dạ. Thanh ơi, bây giờ bác gái là tư vấn cho bác thêm một câu này nữa. Là Thần Đồng Phong đã tư vấn cho bà Loan để kéo dài cái vụ án ra mà kiếm chắc được nhiều tiền hơn,
đánh Dạ lạc vâng, đi. có lẽ đây là cái cách nhìn của các bà nội trợ luôn luôn đúng bác ạ. Đúng rồi, Dạ không kéo thì cũng giống như ta mà đôi lúc ta cũng phải giấu giấu tiền đi vâng. Tức là mà. thế này, cái việc bác cháu mình kiếm được tiền trước đây khi còn tuổi trẻ, bây giờ tiền lương hưu của mình ấy, các bà ấy quản lý rất là chặt Hết đúng rồi, đúng rồi. chẽ Thì có người hỏi bác ơi, lương hưu của bác bây giờ bao nhiêu, của thật biết đâu. đúng không? Đúng như thế đấy bác ạ. Dạ Thôi vâng. đi vui nhá. Dạ Thôi vâng. được rồi, hôm nay như thế thôi nhá, Dạ vâng, không rất là sao cảm ơn bác. Dạ vâng. rồi Vâng. đâu mà bác cháu ta lại bắt đầu tái xuất À, giang dạ hồ vâng, cảm ơn bác. Vâng. thôi Thế con chào hai bác, vâng, chúc hai bác nhá. khỏe nhá. Chào cháu Dạ nha. vâng, dạ vâng.